Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Thổ Địa Vinhomes, series clip tổng hợp về tất cả những thông tin chi tiết, những hình ảnh chân thực và thú vị nhất về tất cả các khu đô thị của chủ đầu tư Vinhomes. Quý vị thân mến, khi mà đến với cả một dự án thì Tuấn Hiệp luôn có một cái thói quen, đó là tìm tòi xem dự án đấy có những địa điểm nào đặc biệt. Và khi đến với cả Vinhomes Ocean Park thì chúng ta không thể không kể đến, đó chính là Đại học VinUni này, tòa nhà Technopark, hay là dãy biệt thự Hải Âu, hay là trung tâm thương mại Vincom Mega Mall chẳng hạn. Đấy đều là những điểm mà chúng ta cần phải đến để trải nghiệm. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tuấn Hiệp sẽ giới thiệu với mọi người thổ địa của Vinhomes. Và đây là một chiếc hộp quyền lực sẽ quyết định xem là ngày hôm nay chúng ta sẽ đến đâu và trải nghiệm những gì. Ngay bây giờ thì Tuấn Hiệp sẽ bốc xem là địa điểm đầu tiên là gì nhá. Wow, địa điểm đầu tiên đó chính là Crystal Lagoon. Crystal Lagoon và Hòn Ngọc Trai là hai địa điểm mà rất quen thuộc với quý vị rồi đúng không ạ? Hai địa điểm này được coi là bộ đôi biểu tượng của Vinhomes Ocean Park. Và đó cũng chính là lý do mà đại dự án này có tên là thành phố Biển Hồ. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đi khám phá nhé. Công trình hồ nước mặn Crystal Lagoon rộng 6,1 ha mang về cho quận biển một kỷ lục đáng ngưỡng mộ, đó chính là biển hồ nước mặn lớn nhất Việt Nam. Tại đây thì chúng ta có thể mua vé để tham quan và tắm biển. Cảm giác thì không khác gì là đi biển Nha Trang với Phú Quốc. Cát trắng mịn cùng với cả hàng dừa xanh mát như thế này thì làm Hiệp cảm thấy rất là khoan khoái và dễ chịu khi mà đi dạo ở đây. Thực sự rất là tuyệt vời. Sau khi mà Tuấn Hiệp cùng với cả thổ địa đi dạo một vòng thì thấy chung quanh đây có rất là nhiều những hàng quán phục vụ từ đồ ăn Việt cho đến đồ ăn Tây. Rồi là có những nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh. Và có cả những nhà hàng sang trọng nữa. À đấy, lại nói đến đồ ăn. Đến giờ trưa rồi mà cũng thấy đói đói. Không biết là thổ địa hôm nay sẽ cho chúng ta ăn cái gì đây. Để tôi Hiệp bốc thăm xem nhá. Wow, hải sản quý vị ạ. Trong không gian như thế này ăn hải sản là quá là tuyệt vời rồi. Chén thôi. Hiện tại thì Hiệp đang có mặt ở nhà hàng hải sản rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong để cùng thưởng thức thôi nào. Quán Làng Chài Hạ Long thì nằm ngay dưới tòa S101, không gian rộng rãi, được bài trí cũng hết sức ấm cúng. Ngoài ra thì menu cũng rất đa dạng, từ những món hải sản tươi ngon như là lẩu hải sản này, bún hải sản cho đến những món lẻ như là xôi chả mực hay là bánh cuốn chả cá. Thời gian mở cửa thì từ 8 giờ đến 14 giờ và 17 giờ đến 22 giờ. Giá thì sẽ dao động từ 40 cho đến 80.000 đồng một bát đối với bún và miến. Còn lẩu thì chỉ từ 350.000 cho đến 1.200.000 mà thôi. Hiệp gọi một bát đặc biệt. Và tất cả hải sản đều rất là tươi. Và có một điểm cộng nữa, đó chính là nhân viên ở quán thì rất thân thiện và phục vụ rất là tận tình. Bây giờ thì Hiệp sẽ chuyển sang một món vô cùng là đặc biệt ở ngay trước mặt Hiệp đây. Đó chính là món tôm nướng muối ớt. Tôm sú các bạn ạ. Xuất sắc chưa? Hiệp sẽ ăn thử xem nào. Một đặc sản của Vinhomes Ocean Park mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là các hoạt động thể dục thể thao. Với diện tích lên tới 420 ha, trong đó thì xấp xỉ 19% là mặt độ xây dựng, còn lại là các mảng xanh và các tiện ích công cộng. Quý vị có thể thấy là tinh thần thể dục thể thao ở đây đang rất là hăng say và đã lan tỏa ra cả khu đô thị rồi. Và với rất là nhiều những hình thức rèn luyện sức khỏe như là chạy bộ này, chạy thuyền kayak này, hay là đạp vịt, hoặc là có thể tham gia vào các máy tập ở ngoài trời như thế này. Để xem hôm nay thì thổ địa Vinhomes sẽ cho Hiệp tham gia vào trải nghiệm gì nhá. Để xem là thổ địa có đoán được đúng ý của Hiệp không nào. Wow, đạp xe đạp. Quý vị ơi, hiện tại Hiệp đang có mặt tại nhà sách Khai Trí, có địa chỉ là S109. Và ở đây thì cho thuê rất là nhiều các thể loại xe đạp, từ xe đạp trẻ em đến xe đạp người lớn. Và có cả xe đạp đơn này, xe đạp đôi này. Và với mức giá yêu thương thì quanh quẩn đâu đấy chỉ khoảng tầm là 20.000 đồng một giờ thôi là quý vị có thể thuê cho mình một chiếc xe đạp để đạp vòng quanh Vinhomes Ocean Park rồi. Đấy, như hôm nay thì Hiệp đã chọn cho mình một chiếc xe thể thao rất là khỏe khoắn, rất là phù hợp với cả phong cách của Hiệp, đúng chưa ạ? Quý vị có thể thấy. Nhưng mà tuy nhiên thì hôm nay Hiệp không đi một mình, nên là Hiệp sẽ chọn chiếc xe đạp này cùng với cả thổ địa của chúng ta. Nào, bắt đầu hành trình thôi. Như vậy là Tuấn Hiệp đã kết thúc một ngày trải nghiệm đầy thú vị tại Vinhomes Ocean Park. Và qua đó thì Tuấn Hiệp cũng tin rằng là quý vị cũng đã có một cái nhìn về một cuộc sống đầy đủ tiện ích tại nơi đây. Với hệ sinh thái All in One, tất cả trong một, thì Vinhomes Ocean Park xứng đáng trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai mà yêu một nhịp sống năng động và hiện đại. Và chúc quý vị sẽ sớm trở thành cư dân của Vinhomes Ocean Park. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!